Của chị. Cái này là của chị mà, xúc xích là của chị. Của chị. Của chị mà. Em bé như thế, em không ăn hết được cái xúc xích này đâu. Mà em ăn nhiều rồi, vừa nay em ăn gần hết túi xúc xích mẹ mua rồi còn gì nữa. Cái xúc xích này là của chị. Nhưng mà cái này chị thích ăn. Hai chị em nhà bạn Trang lại tranh giành đồ của nhau rồi. Nhà có hai chị em gái, trước này cái gì cũng giành nhau với cả em. Chán thật đấy, mình lại phải ra phân xử vậy. Hai chị em nhà cậu làm gì mà không cho ai ngủ à? Cứ của chị với của em ở đây mãi thôi. Thế đang làm cái gì đấy? Có 5 cái xúc xích, mỗi người ăn 2 cái rồi. Bây giờ còn mỗi một cái này mà em Cam lại cứ giành lại, không cho tớ ăn. Mà tớ đã bảo em ý rồi. Sao đi, cái này mày bảo tớ ăn được. Cái này có bị bẩn đâu. Mà em bé, em không ăn được nhiều xúc xích đâu. Em ăn xúc xích nhiều là bị đau bụng đấy. Cái này chỉ để cho chị thôi. Thưa. Nhưng mà cái này phải là của chị. Có thế thôi mà hai chị em cũng suốt ngày cãi nhau. Thôi đưa đây, để anh phân xử cho. Có một cái xúc xích này đúng không? Bây giờ đơn giản không ý. Phân xử kiểu gì? Phân xử thì nó phải như thế này. Đây. Từ từ. Cái tay thì này. Bây giờ nhá, hai người đúng không? Đúng rồi. Thế thì tớ sẽ cắt đôi ra, chia đôi cho mỗi người một nửa. Ok không? Ok. Ok không? Ok. Đây, tớ sẽ cắt đôi, Trang một nửa và em Cam một nửa nhá. À. Rồi. Đây, bạn Trang. Trang sẽ lấy nửa này, còn em Cam sẽ lấy nửa này. Ok không? À, cậu chia kiểu gì đấy? Sao chia hai phần không bằng nhau? Mà tại sao phần tớ lại là phần bé hơn, em Cam lại là phần to hơn? Thì không bằng nhau à? Từ từ từ, em Cam để anh xem là có bằng nhau chưa nào. Đây xem nào. Cậu đo mà xem. Ờ, một cắt cái cũng chả chuẩn. Ơi, thế thì chưa được. Một cái dài, một cái ngắn các bạn ạ. Ơi, mình cắt không chuẩn rồi. Thôi rồi, để tớ cắt lại nhá. Bây giờ em Cam vẫn lấy miếng này đúng không? Cắt cho em Cam một miếng. Rồi. Cái nào bé? Cái nào bé? Cái này lại bé rồi à? À thôi, anh lại chia sai rồi. Xem nào đúng không nhỉ? Ờ đúng rồi. Ôi trời ơi, cậu cắt gì mà cuối cùng lại còn bé hơn là thế nào? Cái miếng của em Cam lại bé hơn rồi. Thế được rồi, thế để anh cắt cho nó đều lại nhá. Cắt cho nó đều lại này. Rồi, đấy, cắt cái phần thừa này cắt đi. Ê, bạn Trang ăn miếng này, còn em Cam ăn miếng này. Không. Các bạn ơi, các bạn nhìn này. Sao bạn nhím bạn, cắt kiểu gì? Mà cái phần này của tớ nó lại ngắn hơn phần này rồi. Tớ không chịu lấy phần ngắn đâu, phần của tớ phải là phần này. Ừ nhỉ, cắt thế nào mà cái phần của bạn Trang lại bị ngắn hơn rồi. Thôi rồi, thế để tớ cắt tiếp cái phần này để cho nó bằng nhau nhá. Đấy. Đây, đây, em Cam lấy phần này, chị Trang lấy phần này, ok không em Cam? Cái nào bị bé, cái phần của em Cam bé hơn. Vẫn chưa được à? Hai chị em nhà cậu mệt quá. Thôi nốt lần này thôi nhá. Đây, tớ cắt cho cộng thế này. Đấy. Bây giờ đã bằng nhau chưa? Sao cái của tớ nó lại bé hơn rồi? Vẫn bé hơn à? Đây thì lần này tớ cố gắng lắm rồi nhá. Cố gắng lắm rồi đấy. Ấy, được chưa? Hai cái này bằng nhau rồi này. Cậu đã nhìn thấy đã bằng nhau chưa? Nhìn này trông cũng bằng nhau rồi đấy. Đấy nha, thế là anh chia công bằng rồi nhá em Cam nhá. Trang nha, thế giờ mỗi người một miếng nào. Đây, miếng của em Cam đây, em Cam hai mồm ra nào. Đấy. Thế còn của cậu đây là Trang ơi, cậu ăn đi nha. Thế là xong nhiệm vụ của tớ rồi nha. Tớ về đây. Miếng này của mình à? Cuối cùng cũng được ăn xúc xích. Cứ tưởng bị em Cam lấy mất. Vị thịt heo hầm hạt sen ngon thế. Nhưng mà có gì đấy sai sai em Cam ơi. Xúc xích của chị em mình dài như thế này cơ mà. Tại sao bây giờ mỗi người lại chỉ còn mỗi một mẩu như thế này nhỉ? Ui thôi chết rồi, mình bị bạn nhím lừa rồi. Vừa lúc nãy chị em mình không để ý. Mỗi một lần á, bạn nhím chia cái phần xúc xích của chị em mình ấy, bạn nhím lại cắt một ít, xong bạn lại cho vào mồm bạn ý. Thành ra cái xúc xích của chị em mình cứ ngắn dần. Cuối cùng còn mỗi một đoạn nhỏ như thế này này. Đấy, lần sau đừng có tranh đồ với chị nữa nhá. Để cho bạn nhím bạn lợi dụng. Bạn ăn hết sạch xúc xích của chị em mình. Hả?
rồi ôi, người bé một mẩu mà lại trèo lên tường làm cái gì? À, đang bị trộm xoài nhà bác hàng xóm à? Không được đâu, như thế là một hành động không tốt đâu. Xuống đây chỉ có trò này hay lắm. À, em cam sờ à, em cam chỉ trèo lên đấy để sờ quả xoài thôi á. Có tin được không các bạn ơi? Làm gì có chuyện trèo lên để sờ quả xoài. Sau á mà em cam muốn ăn nhá. Bạn chị vào chị xin bác ý là bác ý cho em cam ăn cả một vỏ xoài luôn. Làm gì phải trèo lên đây đâu. Này, em cam có thích bắt ếch không? Chị phát hiện ra ở mép tường bên phải có một con ếch to chưa kìa. Bẩn á? Không bẩn đâu. Em mình ra bắt đi. Đi, đi thôi. Em ơi, nó đây này, đây này. Ui, trời ui, con ếch này nhảy xa quá. Bắt lấy. Yeah. Ê da, bắt được rồi. Con ếch này to chưa này em Cam ơi? Ấy, em Cam sờ bạn ếch thấy như thế nào? Ui, nó lại chạy mất rồi em Cam. Con ếch này nó khỏe thật đấy. Oh no. Em Cam chặn một đầu, chị chặn một đầu nhá. Em Cam chặn một đầu đi. Ấy, bắt được bạn ếch rồi. Chúng tớ không làm hại bạn đâu. Đấy, bạn ếch có hai cái mắt to chưa này. Chị nghĩ ra cái trò này hay lắm em Cam ơi. Bây giờ chị em mình sẽ lừa anh Nhím. Lúc chị em mình phải dạy cho anh Nhím một bài học rồi. Ui, Nhím ơi lại đây, tớ bắt được một con ếch to khổng lồ đấy. Lại đây cậu ơi. Ừ, Nhím ơi, lại đây này. Hai người chị em cậu, cậu bắt được, vừa bắt được cái gì cơ? Con ếch. Đây này, chị em tớ vừa bắt được đây này. Còn một con nữa to khổng lồ. Hơn con này gấp 3 lần đi. To gấp 3 lần cái con này cơ á? Ừ. Nó ở trong cái nón này à? Đúng rồi. Đây này tớ đang phải giữ chắc lắm không nào. Là nó nhảy ra mất đấy. Ui, bên trong này có con ếch á? Ừ, bây giờ thò tay vào bắt thôi. Không, thò tay vào bắt thì nó nhảy ra mất. Bây giờ khi nào tớ bỏ cái nón này ra thì cậu phải vô thật nhanh nhá, không là nó nhảy đi mất đấy. Ừ. Được rồi, để tớ giúp cậu. Nào, em Cam đi ra đi. Không ai con ếch là nó nhảy vào người em đấy. Nào. Đây nhá. Từ. Thật là bình tĩnh. Tớ đếm nhá. 1, 2, 3. Oh no. Cái gì này? Đây, con ếch đây. Yêu ơi. Cậu lừa tớ à? Cái gì thế này? Đây là con ếch to khổng lồ ấy. Em ơi, em đang dám lừa anh à? Ui, cái mùi gì đây? Mà kinh thế, em ơi, bật hết cả áo tớ rồi. Được rồi, Trang nhá, cậu nhớ nhá. Lần sau á, cậu biết tay tớ. Thế này anh chị em mình đã hợp lực ra trả thù anh Nhím rồi. Yeah. Đánh đời bạn Nhím, ai bảo cái tội lươn lẹo quá khôn nổi á. Bây giờ phần xúc xích xong cuối cùng ăn hết sạch xúc xích của chúng tớ. Sau bài học này chắc chắn là anh Nhím sẽ sợ chạy mất dép, không bao giờ dám lừa chị em mình nữa đâu. Đi về thôi.